kết thúc công ty hóa không? Công ty của tôi đang ngủ yên từ dưng đây, thấy anh em kêu một phát là dây chạy luôn. Công ty anh chạy thế Linh ạ. Mày chỗ kia nhảy tầng 2 chỗ nữa. Tài mặt mẹ điện thoại đi đến cái kia. Thế này cầm mẹ sẽ rơi mẹ trên chạy đẹp kịp nữa. Kiểu hỏi đây loán chán là cứ đi được giống như làm giống như kiểu chạy hết tầng đến luôn rồi. Không, người ra hết rồi, người ra hết rồi, nhảy xuống có mấy thằng nên nhảy xuống rồi. Đi rồi Nghĩa, Nghĩa ơi, xong rồi, kết thúc xong rồi Nghĩa, chạy rồi. Quyết các thứ xuống chưa? Thuần đấu nhờ. Bọn đấy xuống hết chưa? Bây giờ bình ga nó nổi rồi, đi thôi rồi. Mày chơi cơ? Điểm gì chưa? Ký túc anh này. Cháy hết rồi. Quay video trực tiếp đi. Đào tao của một chú xưa nó cơ xem trai đờ. Nó cháy hết ký túc rồi này, may anh nhảy tường 2 xuống thì gãy mẹ chân rồi. Nó cơ sen chai ở uổng mân tờ xứ xưa rồi, hóa hùng tờ xứ xưa rồi. Ủa bố sư giao hiểu dùm ông ân thí rồi, tan sư uổng mân hay hiểu xây chém mà rằng hôm nó cơ dần ra chơi uổng mân chỉ lại à. Ơ chạy chạy kí túc kém rồi chứ không phải chạy công ty đâu. Việt ơi, ký túc anh chạy ra Việt ạ. Bây giờ chuẩn bị góp tiền mua quần áo cho anh nhá độ. Ký túc anh chạy ra nhỉ, chuẩn bị mà góp tiền mua quần áo chẳng biết đang nữa. Nửa đêm chạy đây. Như vậy. Cái ký túc vui quá, thật kiếp. Có kịp cầm đi thuốc nào không? Đang này lúc anh như máy mỗi thằng nó gọi cho anh bớ mỗi điện thoại thôi. Hy vọng nó không lên đến tầng 2 thôi. Lên hết.
Ai biết, đang ngủ từ dưỡng nhân kêu dây chay thì chay ra cho lửa rửa rồi thì có mấy đang nhảy đang gai cẳng này nữa. Hoàng đứng đầu mày rất xe ra rồi à? Rất ra ngoài đường này luôn rồi á? Phải rồi, nếu vẫn được ấy xe ra được. Đỡ chạy hết tâm khoảng rơi khoảng 3-40 cái xe đập điện, rơi ít nhất là phải 3-40 cái. Điều đi. Nói không bây giờ đấy là lúc em mới mồi em chạy ra đấy một chiếc ngay đó đối diện của ông tôi bị đang chập á. Anh chạy xuống đầu tiên anh thấy có một cái đang chạy thôi. Đi xong rồi từ đường kia à, hay chạy đường ra. Anh chạy đường cầu thang pháo này. Chạy tầng 1 chứ không chạy đâu hoa đâu. Chạy tầng 1 ạ. Chạy tầng 1 rồi lên tầng 2 rồi thì biết. Đến nhắn ngủ mà ném khoảng mà chạy. Bắt đầu từ phòng thôi. Phòng ngoài chạy xe. Bắt đầu từ xe điện, bắt đầu xe điện sạc tầng ngoài ấy. Đền cứt mà đền mẹ cho đồ đẻo của mà mắc đấy nè. Chứ bà đâu là trọng dây tổng ngay là nữa là một kẹo với một cái quân nữa. Đau khổ. Nhưng mà được cái người không người chạy được hết. Đi luôn đi. Đi lại đi. Cái này nó cho nghỉ chắc là gần tháng.